Bản tin 24 giờ chuyển động. Tuyết Vân và Việt Anh mến chào quý thính giả đang nghe chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thú vị được thông báo đề nghị xuống test nhanh COVID-19, nhưng người phụ nữ không đồng ý. Sau đó, lực lượng chức năng đã phá cửa cưỡng chế người phụ nữ này để test nhanh. Sự việc vừa mới xảy ra này ngay lập tức thu hút lên sự quan tâm của dư luận và câu chuyện này sẽ được chúng tôi đề cập trong ít phút tới, nhưng trước hết sẽ là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Đắk Nông tử hình hai bị cáo mua bán 10 bánh ma túy Nước dâu giải khác, loại ma túy mới xuất hiện lần đầu tại Khánh Hòa Nóng trên mặt báo, khóa cửa, cưỡng chế dân đi xét nghiệm, đúng luật hay không? Thành phố Hồ Chí Minh ngưng tiêm Pfizer để chấn chỉnh quản lý Đồng Nai gian hàng đặc biệt sau thời gian ở yên chống dịch. Quyên góp đoạn tóc dài 1,5m cho quỹ từ thiện. Thành phố Hồ Chí Minh vừa chống dịch vừa chống ngập. Gia Lai tìm thấy thi thể bé gái trong vụ ba cha con bị nước cuốn trôi. Cuối chương trình là câu chuyện đầy ý nghĩa, đồng hành cùng người dân chống dịch. Ngày 28 tháng 9, tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Vàng A Cỡ 38 tuổi và Sùng A Di 36 tuổi, cùng ngụ xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng ngày 7 tháng 12 năm 2020, Vàng A Cỡ nhận được điện thoại của một người đàn ông chưa xác định lai lịch địa chỉ, hỏi mua 10 bánh ma túy với số tiền 1,8 tỷ đồng. Cỡ đồng ý và gọi điện rủ Sùng A Di cùng tham gia Ngày 11 tháng 12, Cỡ gọi điện cho Di mang 10 bánh heroin, trong đó 3 bánh heroin của Di và 7 bánh heroin của Cỡ cất giấu ở nhà trước đó, đưa đến địa chỉ đã hẹn để giao hàng cho khách. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, khi cả hai mang số ma túy trên đến địa chỉ đã hẹn ở địa phận xã Đắc Ru, huyện Đắc Lấp, tỉnh Đắk Nông để chuẩn bị bán cho người mua, thì bị bắt giữ cùng tan vật là 10 bánh heroin. Xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hội đồng xét xử đã tuyên phạt hai bị cáo Vàng A Cỡ và Sùng A Di mức án tử hình. Thú vị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa vừa phát hiện bắt giữ hai vụ tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua hai vụ việc này, cơ quan công an đã thu giữ hàng chục gói ma túy được ngụy trang dưới dạng gói bột thực phẩm hương dâu pha uống. Đây là những loại ma túy lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Theo đại úy Nguyễn Quốc Việt, phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Nha Trang. Ma túy nước dâu là một loại ma túy mới, được biến tướng nước bóng dưới dạng gói bột pha thực phẩm. Đặc biệt, loại ma túy này có thể hòa tan với nước để uống nên dễ ngụy trang thành các loại nước giải khác. Nhìn bề ngoài bao bì thì hầu hết mọi người đều cho rằng đây là một loại gói nước uống giải khác chứ không phải là ma túy. Đại úy Nguyễn Quốc Việt cho biết đây là thủ đoạn rất mới, rất tình dị của tội phạm. Những sản phẩm này giả sử được tiêu thụ tại các trường học, khu vui chơi giải trí sẽ cực kỳ nguy hiểm, gây tác hại không lường cho xã hội và khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện ngăn chặn. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức cá độ bóng đá và đánh bạc với số tiền lên đến 35 tỷ đồng. Bốn đối tượng gồm Bạch Văn Hòa, sinh năm 1990, Phạm Tiến Dũng, sinh năm 1987, Đặng Tiến Thành, sinh năm 1981, cùng ngụ thành phố Phủ Lý và Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1981, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, đã điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tăng vật thu giữ một xe ô tô, 8 điện thoại di động, gần 45 triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bước đầu căn cứ tài liệu điều tra, thu thập và lời khai của các đối tượng từ tháng 8 năm 2021 đến nay, hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đang chú ý thưa quý vị tại cuộc họp báo chiều ngày 28 tháng 9 đại diện sở y tế tp HCM đã thông tin về nguyên nhân cho ngừng tiêm vaccine Pfizer lô FK0112 là nhằm mục đích chấn chỉnh lại việc quản lý điều hành tiêm chủng tại một số địa phương dự kiến thành phố sẽ cho tiêm lại sau khi đã khắc phục Trước đó, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã gửi văn bản chỉ đạo khẩn tới các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đề nghị ngừng sử dụng vaccine Pfizer lô FK0112 từ chiều ngày 28 tháng 9 đến khi có thông báo mới. Lý giải về vấn đề này, đại diện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quyết định này là nhằm mục đích chấn chỉnh lại việc quản lý điều hành hoạt động tiêm chủng tại một số địa phương. Sau khi đã khắc phục các điểm theo yêu cầu, thành phố sẽ tổ chức tiêm lại bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, chánh nhân phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Thì bên này cho ngưng, rồi sau đó lại tiếp tục lại cho tiêm lại khi mà người ta đã khắc phục hết những cái điểm mà theo như cái yêu cầu quản lý thì cho đến ngày hôm nay xác nhận là không có một cái văn bản nào với là yêu cầu là ngưng đâu, đây chỉ có lệnh mệt miệng từ ở phía trên. Theo báo cáo của một số địa phương như quận 8, quận 4 và phòng y tế quận Phú Nhuận, thì hiện các địa phương này đã tiêm hết vaccine Pfizer từ ngày 26 tháng 8 và đang tiếp tục tiêm vaccine AstraZeneca. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định đã nhận được 640.000 liều vắc do Bộ Y tế phân bổ và đang triển khai về các phương xã để tiêm cho người dân trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, sau hơn một tháng cách ly, hai ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã được dỡ bỏ phong tỏa, khiến cho người dân vô cùng vui mừng. Đây từng là ổ dịch nóng nhất thủ đô với gần 600 ca mắc. Đúng 0 giờ ngày 29 tháng 9, những hàng rào chắn khu vực phong tỏa đã được dỡ bỏ. Công tác tháo dỡ chốt diễn ra khẩn trương và nhanh chóng bởi các tình nguyện viên trực tiếp tham gia các hoạt động chống dịch đầy cam go tại đây. Sau hơn một tháng sống trong khu vực phong tỏa, nhiều người không giấu được niềm vui trong thời khắc này. Những cư dân đầu tiên được đưa đi cách ly tập trung cũng đã được trở về nhà mình, giữ gìn thành quả chống dịch đã đạt được yếu tố an toàn phòng chống dịch được địa phương đặt lên hàng đầu. Tất cả những người trở về đều phải khai báo y tế, quét mã QR trên các ứng dụng đầy đủ trước khi di chuyển vào khu vực bên trong ngõ. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội đã cơ bản khống chế được dịch bệnh và từng bước thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, khôi phục hoạt động kinh tế xã hội. Tuy nhiên, các cấp chính quyền và người dân không được phép lơ là chủ quan vì các biến thể của COVID-19 rất nguy hiểm và dịch có thể bùng phát bất kỳ lúc nào. Những ngày qua tại phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã xuất hiện rất nhiều khu vực bán hàng bình ổn giá. Những gian hàng này vừa giúp cho tiểu thương có thu nhập ổn định, vừa giúp cho người dân tiếp cận được nguồn thực phẩm tươi sạch với giá bình ổn hơn. Những gian hàng bình ổn giá do Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ phối hợp với các tiểu thương phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thành lập, mục đích để cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trên địa bàn trong lúc chợ tạm và chợ truyền thống vẫn chưa được mở cửa do dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chủ dân hàng bình ổn giá thuộc một trong những chương trình hành động của đoàn thanh niên trong việc hỗ trợ người dân trong đại dịch. Bởi thời gian qua chợ bị đóng cửa, khiến nhiều tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ, thuê trọ tạm để sống rơi vào khó khăn. Vì vậy trước khó khăn của tiểu thương, đoàn thanh niên mong muốn góp thêm chút sức mình, nhiều tiểu thương cùng tiến về phía trước. Anh Nguyễn Quốc Thắng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nói: Tiểu thương thì sẽ đăng ký vào các điểm bán hàng bình ổn giá thì tạo cái điều kiện người ta kiếm thêm cái cái có cái, cái, cái nguồn thu nhập ở trong cái mùa dịch này đối với cái cái gian hàng à, tiểu thương trong cái gian hàng bình ổn giá thì người ta phải à, xuất xứ à, có các hàng hóa phải có xuất xứ rõ ràng sự kết hợp này không những giúp cho người dân phường trảng dài có thêm địa điểm mua bán thực phẩm tránh tập trung đông người mà còn tạo ra công ăn việc làm cho rất nhiều tiểu thương buôn bán ở các khu chợ tạm giống từ lâu đã phải ngưng hoạt động để phòng chống dịch cũng nhờ các gian hàng bình ổn này mà người dân trảng dài được mua hàng hóa với giá cả phải chăng và tươi ngon ngay gần nhà trong những ngày giãn cách xã hội. Mầm cơm mỗi ngày của người dân cũng từ đó mà đủ đầy và ấm cũng hơn. Thưa quý vị, một câu chuyện đang làm nóng các mặt báo hôm nay lại liên quan đến xét nghiệm COVID-19, nhưng lần này lại gây nhiều ý kiến trái chiều. Hình ảnh trong đoạn video clip được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một phụ nữ cho rằng đã tự test rồi, đến giờ vẫn an toàn nên không chấp hành ra sân của chung cư để lấy mẫu. Và các cán bộ phường đã phá khóa cửa căn hộ và cưỡng chế người phụ nữ ra sân để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Tối ngày 28 tháng 9, nhiều đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ bị lực lượng chức năng phá khóa cửa căn hộ chung cư để cưỡng chế đi lấy mẫu xét nghiệm covid-19 lan truyền trên mạng xã hội. Theo thông tin ban đầu, chính quyền phường Vĩnh Phú tổ chức xét nghiệm covid-19 cho nhân dân trong phường. Tuy nhiên, đúng thời gian phải xét nghiệm thì chị HBL, tên viết tắt, ngủ tại căn hộ của chung cư e Home 4 đang có giờ dạy học online yoga nên không ra ngoài để xét nghiệm được. Sau đó, đoàn cưỡng chế bao gồm cả cảnh sát cơ động, công an phường, cán bộ phường đã phá khóa cửa để vào nhà, sốc nách chị L, lôi sền sệt ra ngoài để xét nghiệm trước mặt đứa con trai của chị L. Thời điểm hiện tại, toàn bộ các huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang khẩn trương bốc tách F0 ra khỏi cộng đồng nên đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để tỉnh này trở về trạng thái bình thường mới sau ngày 30 tháng 9. Tuy nhiên, một số cá nhân đã không thực hiện khiến cho lực lượng chức năng buộc phải dùng biện pháp mạnh để yêu cầu những người này đi lấy mẫu xét nghiệm. Được biết sau khi test nhanh, người phụ nữ này âm tính với COVID-19. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân người này không chịu thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi sự việc này được đưa tin trên báo chí, nhiều bạn đọc đã đưa ra những ý kiến trái chiều đối với việc phá cửa cưỡng chế như vậy. Bạn đọc Keman viết: "Đồng ý với cách làm của lực lượng chức năng. Bạn đọc chú Úc bình luận: Rất cần thiết phải nghiêm và kiên quyết trong công tác phòng chống dịch, không phải chỉ vì bản thân của cá nhân nào đó mà vì cả một cộng đồng đang sinh sống nơi đó, sự kiên quyết là cần thiết, chấp hành là yêu cầu bắt buộc." Bạn đọc Trương cho rằng cần phải có biện pháp mạnh khi người dân thiếu ý thức có thể lây lan dịch bệnh. Bạn đọc Lê Công Dân viết, test COVID-19 là việc của xã hội, ai chống đối đều phải có biện pháp chế tài, chống dịch như chống giặc, không thể chờ đợi xem xét đúng hay sai, giặc đến và đánh ngay. Việc bất hợp tác này bất lợi cho xã hội, phải xử lý ngay. Trong khi đó, có không ít bạn đọc không đồng tình với việc làm của lực lượng chức năng. Bạn đọc Trung Vu 75 hỏi, tại sao không hướng dẫn và đưa que cho họ test mà lại cưỡng chế họ như vậy? Bạn đọc có tên là Vô Thiên bình luận, không ai có quyền tự ý phá cửa vào nhà người dân cả. Muốn vào khám nhà bắt người thì phải có lệnh của tòa án hoặc là ủy ban nhân dân huyện. Người không chấp hành xét nghiệm có thể bị phạt theo quy định, không thể dùng cái sai này xử lý cái sai khác như thế được bạn đọc Nguyễn Thành Đồng thì đề nghị các luật sư vào cuộc phân tích kỹ tình huống này, xem chính quyền địa phương làm đúng chưa, nếu đúng thì theo luật nào. Hiện nay, không ít các địa phương vẫn còn tình trạng làm việc mang tính áp đặt, đôi khi phản cảm, dễ bị công kích trên các mạng xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của chính quyền. Tương tự, bạn đọc Tê cho rằng, các luật sư cần lên tiếng về việc này xem việc lấy mẫu có luật nào quy định là bắt buộc không. Thưa quý vị, phá cửa, cưỡng chế dân đi xét nghiệm là vi phạm quyền con người. Đó là nhận định của luật sư Hoàng Văn Hướng, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội về vụ việc cán bộ phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương phá khóa căn hộ, shop nách cưỡng chế người phụ nữ đi xét nghiệm Covid-19 trước mặt trẻ em. Nói về việc bị cưỡng chế đi xét nghiệm, luật sư Phạm Hoài Nam, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ, quy định về việc xét nghiệm Covid-19. Theo đó, hành vi không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng. Trong trường hợp người bị yêu cầu xét nghiệm cố tình không chấp hành thì sẽ có biện pháp cưỡng chế hành chính. Quyết định cưỡng chế phải do Chủ tịch Ủy ban dân cấp huyện, quận nơi xảy ra sự việc ban hành và giao cho người thi hành công vụ thực hiện. Nếu quá trình cưỡng chế hành chính mà người đó vẫn cố tình không chấp hành, chống đối lại lực lượng chức năng và gây hậu quả không thực hiện được quyết định cưỡng chế thì người đó có thể bị xử lý về tội chống người thi hành công vụ theo Bộ luật hình sự. Như vậy, theo quy định hiện hành, thì một người không tuân thủ pháp luật về việc xét nghiệm cũng có thể bị cưỡng chế. Tuy nhiên, việc cưỡng chế này phải tuân thủ theo đúng quy trình mà pháp luật đã quy định. Tuy nhiên, trong vụ việc phá khóa cưỡng chế chị NL đi xét nghiệm trước sự chứng kiến của bí thư đảng ủy phường và một số cán bộ công an phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, khiến nhiều người rất sốc và các luật sư cho rằng rất phản cảm. Theo diễn biến trong clip cho thấy, đến thời điểm việc cưỡng chế được thực hiện thì không có văn bản hay quyết định cưỡng chế nào đối với người phụ nữ này. Bình luận về việc này, luật sư Phạm Hoài Nam nói, hành vi cưỡng chế này rất phản cảm vì trong nhà có phụ nữ và trẻ con. Người phụ nữ bị cưỡng chế không hề được nhận bất kỳ văn bản thông báo nào về việc buộc phải chấp hành quy định xét nghiệm COVID-19. Trong nhà lại có trẻ con. Họ phá khóa cửa xông vào nhà bắt giữ người mẹ, làm cháu bé khóc và la hét do hoảng loạn, sốc tâm lý, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển về tâm lý lâu dài của cháu bé cơ quan chức năng cần phải xem xét xử lý trách nhiệm của những người liên quan vì đây là hành vi trái pháp luật, có dấu hiệu xâm phạm chỗ ở và bắt giữ người trái pháp luật. Bình luận về việc phá khóa cửa và sóc nách chị đi lấy mẫu xét nghiệm, luật sư Hoàng Văn Hướng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng phải khẳng định đây là hành vi trái pháp luật và vi phạm nghiêm trọng quyền con người mà hiến pháp và pháp luật bảo vệ. Bởi vì thực hiện một hành vi cưỡng chế một người phải thực hiện theo một quy trình hành chính clip về nội dung dù việc cho thấy việc cưỡng chế không tuân theo một quyết định hay một quy trình nào Vậy thì xét về lý việc phá cửa cưỡng chế như trên là chưa đúng quy trình mà pháp luật đã quy định mà về tình thì được xem là rất phản cảm Mặc dù chúng ta cũng có thể thông cảm cho hành động của các lực lượng chức năng phường Vĩnh Phú thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương cũng vì sốt sắn nóng nảy đảm bảo công tác phòng chống dịch thế nhưng vẫn có những cách xử lý hợp tình hợp lý phải không ạ à? Có nhiều cách để giải quyết, xử lý nhân dân hơn, nhưng lại chọn cách khá phản cảm khi người phụ nữ không chống đối mà chỉ không hợp tác và đang trong nhà của mình, không đe dọa an toàn cho xung quanh. Như là trong trường hợp này, nếu chính quyền địa phương thấy nhất thiết phải lấy bằng được mẫu, thì có thể phát kit test tại nhà, rồi chị này tự test dưới sự giám sát từ xa của nhân viên y tế, cán bộ địa phương. Dù trong thời gian này rất là mệt mỏi, nhiều áp lực, nhưng thiết nghĩ là lực lượng chức năng nên xử lý các tình huống cho phù hợp hơn tùy theo những trường hợp vi phạm. Tiếp tục 24 giờ chuyển động ngày hôm nay là những thông tin nóng mà chương trình đã cập nhật. Thú vị liên quan đến những lùm xùm về sự thiếu minh bạch trong việc kêu gọi từ thiện thời gian qua. Mới đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được công văn của Cục Cảnh sát hình sự C02, Bộ Công an, đề nghị ra soát đánh giá tình hình hoạt động kêu gọi từ thiện có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trên địa bàn. Để thực hiện yêu cầu, Phòng BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Phòng BC01, BC03, Công an 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức phối hợp thực hiện như sau. Một là, ra soát đánh giá tình hình các cá nhân tổ chức hoạt động tự phát kêu gọi từ thiện trên địa bàn từ năm 2020 đến nay, nếu có thống kê cụ thể tên cá nhân, tổ chức, quy mô, cơ cấu tổ chức, mục tiêu hoạt động, cơ sở pháp lý. Hai là kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố với các cá nhân, tổ chức hoạt động tự phát cơ gọi từ thiện để chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị địa phương tập trung phối hợp thực hiện và kết quả gửi về phòng BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 28 tháng 9, ông Lê Trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Manjan, tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu Lưu Thị Bảo Ngọc, 4 tuổi, ngụ làng Tô Ác, xã Con Chiên, trong vụ ba cha con bị nước cuốn trôi. Thi thể của cháu Ngọc được phát hiện tại khu vực bụi tre bên cầu treo ven suối bờ dầu, cách nơi cháu gặp nạn khoảng 3 km. Trước đó khoảng 9 giờ ngày 26 tháng 9, thi thể của cháu Lưu Văn Anh Tuấn, 6 tuổi, anh trai của cháu Ngọc đã được tìm thấy cách thi thể người cha là anh Lưu Đình Quỳnh, 34 tuổi, khoảng 300 m Theo đó khoảng 16 giờ ngày 24 tháng 9, anh Quỳnh điều khiển xe máy chở theo hai người con đến thăm nhà của bố vợ ở cùng xã. Khoảng 21 giờ cùng ngày, anh chở hai con về. Đến 10 giờ ngày 25 tháng 9, một số người dân đi câu cá ở suối bờ dầu xã Con Chiên phát hiện chiếc xe máy của anh Quỳnh nằm giữa suối nên trình báo chính quyền địa phương. Cùng thời điểm này qua xác minh, anh Quỳnh và hai con nhỏ không ở nhà nên người dân và các lực lượng chức năng đã tổ chức đi tìm kiếm. Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 đã tìm thấy thi thể của anh Quỳnh mắc vào gốc tre nằm giữa suối bờ dầu. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh một sự việc hy hữu đã xảy ra. Hai người bỏ lại xe máy, nhảy xuống ao tự tử, nhưng lại tự bơi lên bờ. Trong khi đó, cảnh sát vẫn giấc giả lặn tìm nhiều tiếng đồng hồ. Cụ thể, chiều ngày 28 tháng 9, lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ BC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạm ngưng công tác tìm kiếm người nghi mất tích dưới ao thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Trước đó, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, chị HG, tên viết tắc 34 tuổi, ngụ xã Bình Hưng, phát hiện một chiếc xe gắn máy, một đôi dép nữ để trước cửa nhà nên kiểm tra. Đến khu vực ao gần nhà rộng hơn 3.000m2, chị Dê phát hiện thêm một mũ bảo hiểm nổi bên dưới ao. Nghi ngờ có người nhảy xuống ao nên hô hoáng và báo công an. Sau nhiều giờ lặn tìm trong ao rộng và sâu, đầy các chướng ngại vật bên dưới, các thợ lặn chỉ dừng cuộc tìm kiếm khi hay tin. Hai người bỏ xe máy nhảy xuống ao nghi tự tử đã bơi vào bờ và trở về nhà. Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh đang xác minh nhân thân, lai lịch của hai người này để mời về trụ sở làm rõ, xử lý. vị, những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10 cũng là lúc thành phố Hồ Chí Minh bước vào mùa triều cường cuối năm và theo thông lệ thì những ngày này đỉnh triều đạt mức cao nhất trong năm và kéo dài trong nhiều ngày, vừa chống dịch vừa lo chống ngập là những gì đang diễn ra với người dân thành phố Hồ Chí Minh tại những địa bàn trũng thấp thường xuyên bị ngập nặng do triều. Sau đây là phóng sự ghi nhận của cộng tác viên chương trình, mời quý thính giả cùng nghe. Theo ghi nhận, con đường dẫn vào Ủy ban Nhân dân phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, triều cường đã dâng lên nhiều ngày gây ngập và tù nước ở những ổ gà ổ voi. Cạnh đó là dự án cải tạo môi trường nước đang thi công gian dở. Trải qua hơn 3 tháng dài ròng rã chiến đấu với dịch COVID-19 chưa xong, nay người dân tại đây lại phải tiếp tục chống ngập. Gạch, bao cát, xô đựng nước hay là xẻng hốt rác là những vũ khí mà người dân tại Bến Phú Định, phường 16, quận 8 đang chuẩn bị để chiến đấu với đợt triều cường cuối năm 2021 này. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, mặc dù đang sống trong những ngày tháng thiếu thốn và hết sức khó khăn do dịch bệnh, nhưng người dân tại phường 16 quận 8 từ trong hẻm nhỏ tới đường lớn đã chủ động lấp đầy các bao cát, gia cố nhà cửa để chống ngập. Những gia đình có điều kiện hơn thì đã đầu tư nâng nền nhà lên cả nửa mét hoặc thậm chí là cả mét để ngăn triều vô nhà bà Đỗ Thị Cho và bà Võ Thị Kim Liên, người dân sống tại phường 16 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh nói: "Thì nước nó ngập quá rồi cũng đâu dẫn xe ra được đâu, phải tấn là rồi, cái phải nếu rồi. nó ngập nữa thì tấn lên nữa, rồi phải để cái xô nước nước. với cái, cái cái đồng nước tát ra, đổ ra." tác nào mà thấy nó hết thôi à ở đây người dân ở đây là muốn mong muốn cái bờ kè này làm sớm để hoàn thành sớm cho bà con chúng tôi để trở về về vị trí ban đầu chứ lúc nào tôi tôi ở đây là giống như là nước ngập giờ dịch nữa rất là khó khăn cho bà con chúng tôi. Câu chuyện nước dân thì nhà cũng nâng, những bậc tam cấp cao cả mét đã không còn xa lạ với người dân thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên với thực trạng nền đất ngày càng sụt lún nghiêm trọng, cộng thêm biến đổi khí hậu, đôi khi nhà nâng không kịp nước dân. Triều cường vẫn đã gây thiệt hại về mọi mặt cho cuộc sống của người dân vùng trũng thấp ở thành phố Hồ Chí Minh. Dự báo mức triều năm nay có thể vượt báo động 3, 1m70 đến 1m75. Ông Nguyễn Kiệt trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết những tháng cuối năm đó, thì thường nó là gió mùa đông bắc rất là mạnh cho nên nó là nó nó sẽ đẩy cái thủy triều ở ngoài biển vào sâu trong đất liền. À, và thứ hai nữa đó, thì những tháng cuối năm thì cũng là thường là cái mùa lũ của sông Mekong. Thì chúng ta biết về lũ sông Mekong Công là nó đổ về cái đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta Mùa triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, thay vì trông chờ vào các dự án chống ngập ngăn triều từ lớn đến nhỏ đang y ạch không thể về đích do dịch Covid-19 hoặc nhiều nguyên nhân khác nhau, thì người dân khổ chồng thêm khổ vẫn phải chủ động chạy đua với con nước trong cuộc sống bình thường mới. Tiếp tục chương trình là phần tin thế giới gây chú ý. Thưa quý vị, dù đã dành nhiều tâm huyết nuôi dưỡng mái tóc của mình suốt 17 năm qua, nhưng một nữ vận động viên ở Mỹ mới đây đã quyết định cắt ngắn nó đi. Điều đặc biệt là chị quyên góp đoạn tóc này cho một quỹ từ thiện vì trẻ em. Nữ vận động viên quần vợt chuyên nghiệp Zahab Kamal Khan, 30 tuổi, sống ở vùng Bắc Virginia, đã cắt tóc lần gần đây nhất vào năm 13 tuổi. Đến nay, mái tóc của chị đã đạt chiều dài lên tới 1,8 mét. Trong nỗ lực lập kỷ lục thế giới, Guinness về lượng tóc nhiều nhất do một cá nhân hiến tặng, chị đã cắt ngắn mái tóc của mình và quyên góp đoạn tóc dài 1,5m cho tổ chức Children with Hairless. Đây là tổ chức tặng tóc miễn phí cho trẻ em bị rụng tóc do bệnh lý. Tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ cùng khám phá một bộ sưu tập thời trang kết hợp với công nghệ rất độc đáo vừa được ra mắt mới đây. Thương hiệu thời trang Finch đã hợp tác với công ty công nghệ thông tin FFA.me để thiết kế bộ sưu tập thời trang kết hợp với công nghệ. Với cái nhìn đầu tiên, trông chúng như những chiếc áo bình thường. Tuy nhiên, những hình ảnh động 3D sẽ hiện lên nhờ sự trợ giúp của những chiếc camera trên điện thoại. Những người thiết kế cho biết bộ sưu tập đề cao tính bền vững vì nó mang kiểu dáng kỹ thuật số. Một sản phẩm có giá dao động từ 1,6 đến 4 triệu đồng. Thưa quý vị, trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 như hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng để bóc tách tất cả các trường hợp F0 nhằm từng bước kiểm soát tình hình dịch bệnh. Để hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh, quân đội tiếp tục tăng cường lực lượng nhằm đẩy nhanh các dòng xét nghiệm sàng lọc bệnh nhân COVID-19. Trong đó, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là một trong những lực lượng nông cốt cho công tác này. Phần cuối của chương trình 24 giờ chuyên động ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo chân lực lượng quân y tăng cường xét nghiệm truy vết F0 tại thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị những phiếu đăng ký bản hướng dẫn chi tiết là việc làm thường xuyên của tổ quân y bệnh viện trung ương quân đội 108 kể từ khi có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện chiến lược xét nghiệm mới, tiến hành xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn cho toàn bộ người dân trong khu vực có nguy cơ cao và nguy cơ rất cao. Các trạm y tế lưu động với nông cốt là lực lượng quân y đã đi từng ngõ gõ từng nhà để phát bộ test nhanh và hướng dẫn và hỗ trợ cho người dân thực hiện tại nhà. Bà Huỳnh Thị Tám, ngụ Bào Cát 1, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nói: tết ở nhà thì mình thấy tiện hơn cho con khỏi sợ bị nhiễm rồi mình tự tết hay hơn. Đồng chí Đinh Quang Linh, kỹ thuật viên xét nghiệm bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ. Đến giờ phút này thì tương đối tốt, người dân một số là nếu mình làm công tác dân vận tốt thì dân người ta sẽ chấp hành mình. Chỉ có cái khó khăn là rộng vùng miền nhưng mà chúng tôi dần dần cũng khắc phục được. Áp lực xét nghiệm với đội ngũ y bác sĩ quân y là không hề nhỏ, yêu cầu về số lượng mẫu và tốc độ mẫu để kịp tiến độ xét nghiệm chung của toàn thành phố, nhất là tại những vùng xanh, cận xanh vẫn tiếp tục thực hiện tập trung. Đại úy Lê Quốc Khánh, bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nói, một tổ xét nghiệm gồm có à, hai nhân viên y tế của bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và tình một tình nguyện viên với cái mức làm việc tối đa có thể đạt được là từ 400 cho tới 500 mẫu trong một ngày. Tuy nhiên tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể thì cái số mẫu này có thể dao động và thay đổi tác phong phục vụ với người dân thì cũng rất tốt việc lấy mẫu thì cũng được nhanh chóng diễn ra và đặc biệt đó là đảm bảo được cái thời gian trung bình một ngày thì chúng tôi lấy mẫu cho ba khu phố tương đương đến khoảng là một một hộ ba ngàn dân với sự hỗ trợ của hơn 200 y bác sĩ nhân viên y tế của bệnh viện trung ương quân đội 108, tốc độ lấy mẫu của các quận 1 và quận tân bình đã được tăng lên đáng kể nhiều phường đặt mục tiêu sẽ hoàn thành trước kế hoạch xét nghiệm COVID-19 dòng thứ 5 đạt kết quả tốt. Đại tá Hoàng Văn Đại, Phó trưởng phòng kế hoạch Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết. Khi vào trong thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi chia làm hai bộ phận tăng cường cho hai quận. 100 đồng chí tăng cường cho quận 1 và 100 đồng chí tăng cường cho quận Tân Bình. Để đạt cái hiệu quả cao thì chúng tôi thường xuyên là phối hợp tốt với cái ban chỉ đạo của phòng chống dịch của quận, của các phường và đặc biệt là ban thiếu quân sự quận cũng như là trung tâm y tế đã hết sức hỗ trợ cho đoàn công tác của chúng tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sự hoạt động tích cực của các tổ quân y này đã đem lại niềm tin cho nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều gia đình hết thời hạn cách ly điều trị đã kịp thời được tầm soát kết quả xét nghiệm. Và niềm vui đã dỡ hòa khi cả gia đình đã có kết quả âm tính với COVID-19 và được dỡ bỏ phong tỏa. Vâng thưa quý vị, ở đâu có gian khó ở đó có lực lượng quân y. Họ đang ngày đêm đồng hành cùng với người dân nơi tâm dịch, chiến đấu với dịch bệnh, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin vào một ngày không xa, chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch này. Câu chuyện đầy ý nghĩa vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe và đồng hành cùng với chương trình. Chúc cho tất cả chúng ta hãy bình tĩnh, tự tin cùng chính phủ vượt qua đại dịch Covid-19. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.